bất ngờ cụ tổ tào tháo ở trong viên huyết ngọc xuất hiện với khuôn mặt đầy trầm tư ta đã luôn dõi theo tiểu tử này thành tựu mà nói đạt được trong suốt 7 năm qua quả thực một lời không nói hết bắt đầu với một cửa tiệm nhỏ nợ nần trồng chất ấy vậy mà lại nhanh nhẹn linh hoạt biết co biết rũi dân gia đã nắm chọn cả thị trường hợp phì trong lòng bàn tay hiện giờ thì không chỉ riêng hợp phì nó còn thu tóm được cả tỉnh an huy nữa vẫn chưa dừng lại ở đó chuyến đi sang tây vừa qua nó đã khiến cho lão đầy sáng mắt tỉnh táo lý trí thông minh hơn người, quyết tâm kiên định và biết tàn nhẫn đúng lúc. Và thứ gây ấn tượng với ta nhất là mặc dù cuối cùng doanh gia do và nó là bên ngư ông đắc lợi, thì bao nhiêu thị phi đồn đoán sau này đều sẽ chỉ đổ dồn về nam không thấy ra. Quá ư thực dụng, giữ được cái đầu lạnh, chấp nhận loại bỏ những thứ kém quan trọng hơn để đạt được mục tiêu, bao gồm cả danh dự, đều là phẩm chất của một bậc quân chủ. Những điều khiến ta ưng ý nhất vẫn là xung quanh Joey có rất nhiều nhân tài. Thiếu nam cung thế gia Nam Gong Giang Ho, đại đệ tử của nặc cách lâm, Giang Yurion thiếu chủ trư các thế gia Jego Un, tà liêm đao Iom Sangrok của Hắc Thiên Liên và cả đặc hồng lý tử xuất quỷ nhập thần. Cũng tới từ Hắc Thiên Liên, Jin Gahui, bọn chúng cứ như nước với lửa vậy, tương lai sau này của hai phe chính tả có lẽ đều sẽ hội tụ lại ở phân tử mẫu chốt chính là Joey. Dù mọi người có kính phục hay kinh sợ trước khả năng võ thuật của nó thì cũng không thể phủ nhận tại tài năng kinh doanh và tầm nhìn chiến lược của tên tiểu tử này. Tất cả đều sẽ phải xoay sự tồn tại của tiêu tử này, Tất cả đều sẽ phải xoay quanh sự tồn tại của tiểu tử này, độc ác, máu lạnh, mưu mô, vân vân và mây mây, thế nhân miêu tả ta bằng mọi lời lẽ chua ngoa cay nghiệt nhất, như nào có ngờ đâu, người sở hữu lực lượng nhân tài hùng mạnh nhất dưới trướng lại chính là lão ra đây. Nói đến đây, cụ tổ Tào tháo há miệng cười toe toét không ngậm được mồm, ha ha, ngươi chắc đúng là chuyển thế của Jo ốc rồi. Jo lúc này đang cầm bình nước nhìn xuống viên huyết ngọc với vẻ mặt ngẩn ngơ, ý ngài là gì đấy? Tiểu tử này không có ý định xây dựng quân đội riêng hả? Zhou nghe xong hai mắt mở lớn há hốc mồm kinh ngạc. À. Quân đội ư? Cụ Tổ Tào Tháo với ánh mắt đen ngòm kèm theo đôi mày lên tiếng giải thích, "Ngươi nghĩ Võ Lâm này đủ rộng lớn với ngươi sao? Dù ngươi có đạt được mọi thành tựu mà người trong Võ Lâm mơ ước, thì nơi đây cũng chỉ là một phần rất nhỏ bé của thiên hạ bao la thôi." Zhou nghe xong mặt toát mồ hôi lạnh thầm lặng, "Cái quái gì đây? Ý lão này là muốn mình lên làm vua ư?" Cụ Tổ Tào Tháo nắm chặt lòng bàn tay đưa ra trước mặt nói tiếp: Càng giàu có hùng mạnh sẽ càng gây sự chú ý, đây là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên cách duy nhất để gạt bỏ mọi phiền toái ấy chính là ngồi trên đỉnh cao thiên hạ. Zowei đang chống tay lên đùi đáp lời, ngài đang nhắc đến Vu tộc à? Hư Vu tộc cũng mới chỉ là giọt nước giữa đại dương thôi. Chừng nào chúng ta vẫn còn ở chung một thế giới thì do gia vẫn chưa thể vươn xa hơn được. Sự trỗi dậy của Vu tộc cũng chính là bởi vì điều lẽ đó. Nghe đến đây, Zowei cau mày thắc mắc hỏi cụ tổ, lẽ đó là lẽ nào ạ? Đến cả Thánh thượng hiện tại cũng không cách nào biết được một sự tồn tại phi nhân loại, một thứ có thể theo dõi, khai phá hay thậm chí định đoạt sinh mạng. Tuy có rất nhiều cách miêu tả khác nhau, nhưng chung quy lại, mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm. Ca viên bảo thạch này nữa, chính là vật kế thừa họ truyền lại, có thể nói, vạn vật đều chịu ảnh hưởng của sự tồn tại đó cả. Có lẽ giờ ta cả ngươi đều đang chơi đùa dưới mí mắt của họ cũng nên, tiên tổ kiếm thần do Cheon đứng ở phía sau ôm thanh kiếm nói phụ họa theo. Kể cả ta người đã được xưng danh ở hàng tôn rồi, vẫn chỉ là một đứa trẻ so với họ mà thôi phàm nhân như chúng ta không nên đánh động tới bọn họ. Kể cả khi ngươi đã đạt tới tuyệt cảnh cũng đừng bao giờ nhìn vào khuôn mặt họ, phải chạy đi ngay lập tức. Họ đã từng san phẳng cả hoa sơn phái chỉ bằng một cướp đấy. Joey mặt mày xám xịt có chút sợ hãi, nhưng vậy còn những người ở cùng đẳng cấp với họ thì sao? Không thậm chí là giả như còn ở cao hơn nữa thì. Đang thắc mắc thì Jego un ôm một đống tài liệu mở cửa bước vào, thanh niên đi đến phía đối diện chỗ Joey đang ngồi thấp thoảng. Ta đang dự định bắt đầu về bản thiết kế. Ngài xem qua giúp em với nhé. Joey tựa lưng vào ghế đáp lời: Ta không chuyên mảnh này lắm đâu. Jago un mở tấm bản vẽ ngước mặt lên nhìn Joey thốt ra: Những Aif tính toán giỏi hơn ta mà, giúp được vậy là đã tốt lắm rồi. Đầu tiên ta đã ước lượng thử sức chịu đựng của thứ thép chúng ta định sử dụng và xây dựng bố cục theo dạng khối vuông như này. Suy đi tính lại, ta thấy đây là cách khả thi nhất để xây được dạng nhà theo kiểu cao ốc rồi. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là nước. Người sống ở tầng trên cùng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi muốn vận chuyển nước lên sinh hoạt. Vừa dứt câu thì Joey đắng phát dậy tỏ ra hoảng hốt nhớ lại, à đúng nhỉ, thế giới này làm gì đã có thang máy hay thang cuốn, vậy nên rõ ràng nước là một vấn đề nan giải rồi, ta nghĩ có thể giải quyết bằng cách cho làm một thùng chứa nước lớn bằng da, rồi thiết kế hệ thống đường ống để dẫn xuống từ tầng 1, có lẽ như vậy sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng mà, Joey hai bàn tay chắp vào nhau nghiêm nghị suy ngẫm, giờ lại lòi ra cả vấn đề nước ngầm nữa, mình thật sự rất muốn lắp đặt bồn cầu hiện đại ở tòa cao ốc này. Mình chỉ quen dùng mỗi bàn cầu treo tường thôi, nhưng quan trọng hơn là, a à, có thợ gốm nào ở thời hiện đại này đủ trình độ để làm bồn cầu bằng xứ chưa? Chắc đó không phải là vấn đề quá lớn. Joey vuốt cầm cau mày toát mồ hôi hột lo lắng, nói mới nhớ, thích nghi nhiệt độ cũng là vấn đề lớn. Nếu muốn cấp nước sinh hoạt đủ cho tất cả 10 tầng, thì cần một bình nước uống được, một bình nước nóng và một lò than lắp đặt ở trên nóc tòa cao ốc. Nếu cứ cố dùng hệ thống lò đốt đã sưởi thì cả tòa nhà sẽ bị quá tải. Từ từ, làm gì đã có ống cao su để dần nhiệt cho hệ thống sưởi đâu? vậy thì phải dùng ống sắt thay thế. Nhưng trọng lượng của nó và cả việc sẽ bị gì cũng là vấn đề nữa, biết thế thì học ngành kỹ sư cho rồi, suy nghĩ nhức óc hồi lâu thì Jo ôm đầu thở dài hơi chán nản. Cứ để đó tính sau đi, ta cần tìm xem có nguyên vật liệu nào khác có thể sử dụng không và cũng phải suy xét cho thấu đáo hơn nữa. Đột nhiên có hai bóng đen mở của bước vào là Iom Sangrok và Jin Gahui, hai người đi vào chống nạnh với cái thái độ ngạo mạn hỏi thẳng mặt Joey. Thế giờ bọn ta làm gì hả? Joey thấy thế khua tay biểu ý chán trường, thôi không cần đến mấy người nữa. Cuốn gói về lại hắc thiên liên đi, lời vừa dứt thì hai người tỏ ra bất ngờ. Để, ngươi đùa nhau à? Iom San hai tay siết chặt tỏ vẻ cay cú há mùn nói lớn, thế hứa đi. Là sẽ không mách lại cho tà giáo lẫn nạc cách lâm biết chính bọn ta đã tuồn ra thông tin về những chứ địa quan trọng cho các ngươi. Joey nghe xong tỏ vẻ thờ ơ ngáp ngắn ngáp dài đáp lời. Rồi rồi, thấy một màn cảnh như vậy, Iom San chứng nào tật đó há miệng chửi Joey đệt không tin nổi cái thằng này mà. Là mạng sống của tận hai người đấy, nghiêm túc vào đi thằng đần, vừa mắng chửi hết ngôn từ thì Joey làm ra bộ mặt không vui. Này, ngay giây sau, Joey hai bàn tay xiên vào nhau kèm theo nét mặt tức giận bốc lửa. Không phải ngươi từng mạnh mồm khoác lác là tự tay tiêu diệt được tận 10 võ giả hay sao, mà giờ lại nói gì đây, mạng của chỉ hai kẻ các ngươi ư. Iom Sandrock mở to con mắt mạng mồm đáp trả, mẹ kiếp lũ khốn đó xứng đáng trầu trời mà, Joey với nét mặt thản nhiên đáp lời thì các ngươi cũng thế còn gì. Iom Sangrok nghe xong lấy tay ôm đầu gen gì. Joey hai tay khoanh trước ngực nói tiếp. Vậy thì quỳ xuống đi, lũ mặt hạm. Ngay tức khắc thì hai người sợ hãi liền quỳ xuống đất. Vâng thưa đại ca, Joey nhíu cong đôi mày hỏi đối phương, còn muốn sống nữa không? Nhìn thấy bộ mặt ác thần đó, Iom Sangrok mặt mày tím tái hốt hoảng trả lời. Có chứ ạ? À? Rất muốn thưa đại ca. Nghe vậy Joey ném tờ giấy xuống chỗ hai người đang quỳ. Ký vào đi. Iom Grop tò mò cầm tờ giấy lên đọc. Gì đây hả? Bản sát hạch nhân viên ư? Ừ. Là một dạng xếp hạng trong danh gia bọn ta. Nghe được mình có xếp hạng trong gia tộc họ do. Iom Grop nắm chắc tờ giấy ổ ra một tiếng. Thế nhân viên là quyền cao chức trọng lắm à? Joey ngồi trên ghế đáp trả. Không dưới đấy xã hội. Nghe xong Iom Grop hai mắt chấm bi toát mồ hôi hột cắn môi tỏ vẻ bực tức mà không làm gì được. Không nhịn được cơn tức giận. Iom Grop mặt mày xám đen há mồm mắng chửi. Mỗi tháng 7 xây 70 đồng, đùa nhau đấy à? đến bọn tiểu nhị ở quán trà cũng được nhiều hơn thế. Joey giang hai tay ra tỏ vẻ khờ khạo không biết gì, đọc kỹ điều bốn đi, còn được thưởng thêm nữa mà. Joey càng nói khiến Iom Sangrok càng tức giận thêm, nhưng thế này cũng đã quát lắm, ta uống hai bò rượu là bay sạch chỗ tiền này. Joey mở miệng chốt câu xanh dờn, thế ngươi muốn sống không hả? Iom Sangrok nghe xong cúi đầu nhìn vào tờ giấy chửi thầm, con mẹ nó chứ. Joey ngồi dậy chỉ ngón tay vào người Iom Sangrok với vẻ mặt nham nhở từ bây giờ trở đi, ngươi hãy ra ngoài và kiếm cho ta một thợ mộc lành nghề, thợ nền, thợ gốm. Nói chung là cứ có chuyên gia nào về xây dựng thì đưa hết về đây cho ta, rồi ngươi sẽ được trả gấp 5 lần bọn họ, được chưa nào? Iom San hàm răng cắn chặt ánh mắt nhìn Joey với thái độ cay cú, đệt mợ, rồi đã hiểu thằng lìn. Jin Ga Hui quỳ bên cạnh nảy giờ đột nhiên giơ tay phía trước nói, thế còn ta, chả lẽ lại vô công rồi nghề à? Joey liếc mắt nhìn sang Jin Ga Hui hỏi, người thì làm được cái gì? Jin Gahui mặt mày tươi giói ôm cái cỗ trả lời, giết người nè. Joey nghe xong nhắm mắt thở dài hơi đầy sự bất lực, người vẫn thường hay bò lên mái nhà nhìn chăm chăm xuống hồ đúng không? Iom Sangrok với cái mồm lanh chanh cau mày đáp lời, là sở thích của con ả điên đó. Joey nghe vậy chỉ ngon tay về phía Jin Gahui giao nhiệm vụ, tốt lắm thế thì cứ trèo lên đó hàng ngày, rồi quan sát xem có gì kỳ lạ quanh đây không, nếu thấy gì khả nghi thì phải báo lại cho ta ngay, có làm được không? Nghe thấy nhiệm vụ của mình là ngắm cảnh nhìn xung quanh, Jin Ga Hui tay chống cầm nở nụ cười thích thú, dễ ợt, chuyển cảnh đến Hắc Thiên Cung, vào bên trong chính điện, lão giáo chủ Hắc Thiên Liên ngồi trên tọa đàm nhìn xuống phía dưới hỏi, đã tra ra hắn định làm gì chưa? Sau khi giao dịch xong xuôi thì một gã đeo mặt nạ quỷ đã xuất hiện. Lúc đầu bọn ta đều tưởng hẳn là Thương Thiên Kiếm Hiệp, nhưng rồi lại nhận ra đây là giọng nói của một người còn trẻ tuổi. Vấn đề là trong suốt cuộc thảo luận, ta đều cảm nhận được khí tức của một cao thủ võ thuật trên người gã. Vậy có thể nào kẻ đã phá bĩnh bọn ta không phải là Thương Thiên Kiếm Hiệp không? tên thuộc hạ có đầu tóc vàng chắp tay lên tiếng tất cả những ai thuộc hàng siêu tuyệt đỉnh trở lên trong nam cung gia đều ở trong một viện tên là thiên thanh tới giờ chúng thần đang nghi hoặc có lẽ đó là một võ giả ẩn danh trên giang hồ lão giáo chủ hắc thiên liên nhíu nhẹ đôi mày hỏi tiếp vậy còn thiếu chủ gia tộc đó thì sao tên thuộc hạ có đầu tóc vàng óng tỏ vẻ nghiêm nghị trả lời trong suốt đại hội võ lâm trình độ của vị thiếu chủ đó cũng đã gần đến hàng tuyệt đỉnh từ đó đến giờ mới có 6 năm cứ coi như tên nhóc đó có được khả năng trời phú hay có số mệnh tốt thế nào đi chăng nữa, cũng chưa thể vượt qua tầng tuyệt đỉnh được. Nói đến đây, ánh mắt của hắn ta bắt đầu lạnh dần, nhưng chỉ có một điểm rất khả nghi, là gì ngươi nói rõ ràng xem nào. Tên thuộc hạ có đầu tóc vàng óng chắp tay kính cẩn, là người mà Nam Cung Thế Gia đã nhập phả, chủ nhân của doanh gia do. Nghe đến đây, lão giáo chủ Hắc Thiên Liên bắt đầu tỏa ra luồng khí tức, tên đó có phải võ giả không hả? Tên thuộc hạ kính cẩn nhanh chóng trả lời. Vị viện chủ đó của doanh gia do trước này chưa có về gì là biết võ cả, chỉ là một thương nhân, và người thương nhân đặt mua tất cả đất đai quanh hồ bà Dương cũng chính là nam nhân tên Joey đó. Thần chắc chắn hắn có nét gì đó giống với người đeo mặt nạ đã tới gặp chúng ta, cần phải điều tra rõ việc này.